Xin chào các anh chị nhà đầu tư, thì hôm nay Leona Stock sẽ quay trở lại với một bản tin về chứng khoán. Bởi vì muốn đổi gió một xíu, mọi hôm mọi người xem livestream thì nó hơi dài một xíu cho những ai coi lại. Nên hôm nay sẽ là một cái bản tin nó ngắn gọn và tổng hợp chi tiết về thị trường các bạn ha. Trong giai đoạn hiện tại thì đối với em, về cái tinh thần của em nó là khá là vui vẻ. Bởi vì sao? Chúng ta đã đánh được hai nhịp từ đáy, các bạn phải nhìn chạc to ra một xíu ha. Là chúng ta đã đánh hai được hai nhịp từ đáy rồi bạn, và cả hai nhịp chúng ta đều đánh rất tốt. Nhịp đầu tiên khi mà thị trường có những cái bước rất là nghi ngờ thì chúng ta cũng đã đánh được một nhịp từ đây lên đến đây cho đến khi HSG tạo đỉnh, và chúng ta đã ăn được riêng HSG 40%. Đó là một cái deal rất thành công. Sau đó khi mà thị trường ai cũng hô sập đến nơi thì em cố gắng nói với các bạn về câu chuyện đó là chỉ cần vẫn đi có cầu, vẫn đi có khả năng đánh thêm một nhịp nữa và chúng ta lại quay trở lại với những cổ phiếu rất là tuyệt vời như HHV, ANV, HSG, HCM, đúng không các bạn? Rất là nhiều những cổ phiếu tuyệt vời. Và trong giai đoạn vừa rồi thì đối với em đó là chúng ta em cảm thấy đó là đủ các bạn, cảm thấy trong lòng một phần đủ. Bởi vì các bạn phải hiểu đó là vườn đi hiện tại không có tích lũy, nên thành ra những cái nhịp tăng như thế là em cảm thấy rất hài lòng rồi. Và thêm một yếu tố đó là khi mà chúng ta đã cảm thấy hài lòng á, mà vườn đi nó còn xuất hiện một cái cây bán nữa, đúng không? Một cái cây để tạo điểm bán cho chúng ta, thì tại sao chúng ta gọi là không cảm thấy vui vẻ và chúng ta ra về với bữa tiệc mà chúng ta đã ăn xong, đúng không các bạn? Và đối với em thì trong những giai đoạn vừa rồi, cái cây này này, sau khi em thoát cây này 2/3 hàng thì sau đó em cũng cố gắng hướng dẫn các nhà đầu tư của chúng ta bán được ở những cái vùng giá cao nhất, thì rất vui và rất chúc mừng những ai đã cùng hệ thống để đi qua được cái những cái nhịp giảm mới đây ha. Rất chúc mừng các bạn. Và những ai mà các bạn cảm thấy đó là giai đoạn đánh chúng ta không hề có chiến lược cũng như là không có ai hỗ trợ chúng ta, và không hỗ trợ một cách gọi là hợp với các bạn đó. Cái câu chuyện hợp nó rất quan trọng các bạn ha. Thì bạn có thể liên hệ với Leona Stock để chúng ta đồng hành cùng nhau. Và cái phương pháp của em đó, nó chỉ đơn giản đó là em sẽ không muốn giàu nhanh, mà đầu tư là câu chuyện cả đời của em, nên chắc chắn là em sẽ đầu tư một cách nó bền vững, chứ không phải là chúng ta chỉ đi đánh T cộng, chúng ta bắt đáy, chúng ta làm những cái trò rất mạo hiểm và chúng ta hy vọng có những biên lợi nhuận to. Thì cái đấy nó em là những cái thứ mà em không yêu cầu các bạn ha. Tuy nhiên thì với những cái nhịp vừa rồi chúng ta đã có những cái điều ăn quá tốt, thì thực tế là chúng ta nên cảm thấy vui vui lên các bạn, vui lên bởi vì những gì chúng ta đã nhận được. Còn đến giai đoạn hiện tại thì sao? Đến giai đoạn hiện tại cũng rất nhiều người hô về 700, nhưng riêng Leona sẽ đặt mình trong trạng thái đó là quan sát cực kỳ kỹ càng để chúng ta có thể tìm thấy giả như vườn đi có khả năng bật lên trở lại thì sao, đúng không bạn? Thì chúng ta sẽ có được thêm, ví dụ như trong trường hợp tốt nhất chúng ta có thể là có thêm một HHV như này lên nữa thì sao, đúng không các bạn? Đúng không? Thì chúng ta những điều đó chúng ta không biết được. Thành thử ra trong những cái nhịp điều chỉnh là những cái nhịp mà nhà đầu tư ít quan tâm đến thị trường này nhất, thì em sẽ là người ngồi đây quan sát thị trường kỹ càng nhất. Để làm gì? Bởi vì bất kỳ nhịp tăng nào nó cũng xuất phát từ điều chỉnh, và từ điều chỉnh lên các bạn sẽ thấy được con cổ phiếu nào là những con cổ phiếu hàng đầu. Thành thử ra là các bạn đừng từ bỏ thị trường trong một cái thị trường nó đang giảm, bởi vì đó mới là cơ hội của bạn các bạn ha. Chỉ còn trong một cái thị trường tăng á, thì nó rất là khó rồi. Ví dụ các bạn bỏ qua những cái điểm mua dưới đây này, lên đây các bạn mua thì hầu như là toàn ăn bô, bởi vì ở trạng thái ở trên nó cân bằng rồi bạn, sau đó thì nó rơi. Thì thành thử là biên lợi nhuận thì không có, nhưng cái rủi ro thì bữa giờ các bạn thấy là to rồi đấy các bạn, đúng không? Và hôm này nè, khi mà em nói là em bán phiên này thì rất nhiều nhà đầu tư cũng kiểu là ôi sao không bán những cái phiên trước đi, hay là ô mới một phiên giảm như này bán cái gì. Thì em cũng nói với bạn một điều thôi, bởi vì em đã trải qua nhiều nhịp giảm rồi, thì em có nói với bạn đó là đôi khi các bạn sẽ cảm thấy bán ở đây là một cái giá thấp, bởi vì nó không được bán ở những cái giá cao nhất các bạn ha. Nhưng mà khoảng một tuần nữa các bạn quay lại đây, các bạn sẽ thấy và nói với em đó là giá như tôi được bán cùng với giá mà bên hệ thống này bạn. Bởi vì rõ ràng các bạn mở chart ra bất kỳ cổ phiếu nào, các bạn cũng thấy được là những cái vùng giá mà chúng ta bán là những cái vùng giá quá tốt rồi các bạn. Ví dụ con cổ phiếu như đất xanh thì em bán ở hai cây này các bạn, thì rõ ràng là chúng ta thấy từ cái vùng mà chúng ta bán hiện tại đo cân cân thôi ha, là xuống đây nó đã khoảng là 10-20% rồi. Và với gọi là những cái biên lợi nhuận 10-20% trong một cái thời gọi là nó khó khăn như hiện tại, nó là vàng đó bạn. Thành thử ra là rất vui vì chúng ta đã đồng hành cùng nhau, và hy vọng là trong thời gian tới cũng sẽ như thế các bạn nhé. Và đến tình hình vườn ni của hiện tại thì sao, đúng không? Thì em đã nói với các bạn đó là Leona luôn trong trạng thái sẵn sàng tìm kiếm cơ hội và sẵn sàng phòng ngừa rủi ro. Trong cái video ở đây này, trong cái video này, liệu có cơ trong nguy dấu hiệu của nhịp tăng đó, thì em đã chỉ ra được một ít những cái con cổ phiếu nó có sự khác biệt để chúng ta có thể quan sát, và đó chính là PVD. Và đó chính là BVD. Hôm đó thì em không nói em mua cổ phiếu nào ha, nhưng hôm nay thì em có thể sẵn sàng và chia sẻ với bạn đó là cổ phiếu em mua đó là BVD. Bởi vì cổ phiếu BVD này nó có một sự khác biệt so với Verni, đó là nó có khả năng ở đây nó có một cái nền nó test hai lần rồi nó đánh lên, nó có tiền vào ha. Thì đó là một cái sự khác biệt. Và các bạn thấy không, ví dụ như là cái nhịp 1.300 á, nó chỉ cân bằng thôi rồi nó rơi, đúng không? Thì đây chỉ đơn giản là ví dụ này, các bạn cứ nghĩ là một cái nền ngang vốn bé là tốt, nhưng không, ở đó ở cái video cú lừa của sự cân bằng mình đã giải thích đó là ở một cái vùng cân bằng nó có hai khả năng.
một nè, là nó chỉ đơn giản là ngừng giảm thôi, rồi sau đó nếu mà gọi là không có cầu vào mạnh mẽ nó sẽ rơi tiếp. Và trường hợp thứ hai, nếu thực sự vùng đó là tích lũy thì nó bắt buộc phải đánh lên và chúng ta sẽ mua cái cây đánh lên, chứ nếu mua mua ở cái nền nó có khả năng gãy các bạn. Và hôm nay đúng không, chúng ta đã thấy là sự gãy đổ hàng loạt của các cổ phiếu ở nền. Và đó là lý do mà Leona Stock đã cố gắng cảnh báo với các bạn. Và đây là một cái tin nhắn em cảnh báo trong room VIP các bạn ha. Lưu ý là mọi người đừng nóng vội nhảy vô cái nền hay thấy rẻ xíu là nhảy vô ở hiện tại. Khi vốn bé và ở nền mà nó không đánh lên thì đó là những chiếc bô. Nếu vùng cân bằng là để hấp thụ thì phải có cây bức nền nó mới tạo câu chuyện khác nhìn ba, mới có những cái nhịp như hai nhịp rồi chúng ta đánh. Đúng không các bạn? Thì tức là em mua bán nó luôn có tiêu chí và những tiêu chí đó nó rất giống nhau. Chẳng qua là các bạn chưa từng có những cái câu chuyện như thế, tức là các bạn mua bán rất tùy ý, lúc thì thích thì mua, lúc thì giảm thì mua, lúc thì tăng thì mua, lúc ở vùng cân bằng cũng mua. Đúng không các bạn? Rồi lúc các bạn sợ hãi thì bạn bán ra rất sớm, các bạn không hold được lãi mà các bạn chỉ đơn giản đó là các bạn hold lỗ thôi. Thành ra đó là lý do vì sao các bạn thua lỗ, là chúng ta nên nhìn lại bản thân mình. Bởi vì rõ ràng chúng ta có những cái tư duy sai thì làm sao mà kết quả chúng ta ra đúng được, đúng không các bạn? Và tiếp theo, khi mà em đã thấy được cái câu chuyện đó là VN nó có vùng cân bằng nó không quan trọng, mà nó phải có những cái cây bứt lên nó mới quan trọng, thì như thế em đã bắt đầu có khả năng cược. Và em chỉ cược vô những con cổ phiếu nó đạt tiêu chí mà thôi. Tức là trong video này em đã giải thích với các bạn đó là đạt tiêu chí là như thế nào, là nó phải có một cái nền siết, đúng không, là nó thể hiện là nó có khả năng tích lũy và sau đó nó đánh lên, thì gần như là câu chuyện tích lũy nó gần thành sự thật rồi và chúng ta có quyền cược vô như thế này. Chứ còn các bạn thấy nhịp nhánh ba nó không hề có cái dấu hiệu đánh lên mà, đúng không các bạn? Và các bạn thấy này, nó cứ ngang sau đó giảm, đi ngang rồi giảm, chứ nó không có dấu hiệu bứt nền đánh lên. Thành ra là với những con cổ phiếu như BVD thì em đã rất là cảm thấy nó là một sự khác biệt nhất định của nhịp hiện tại với nhịp nhánh ba. Tuy vậy thì dấu hiệu của cái câu chuyện kết thúc điều chỉnh á, nó lại không có sự lan tỏa các bạn nha, nó không hề có sự lan tỏa, và đó chính là rủi ro của cả thị trường hiện tại. Đây này, bản tin, đây là bản tin sáng nay của Rumvit các bạn ha. Đây đây, ở dưới này. Tuần trước khi có dòng tiền vào ở một số nhóm nhỏ như dầu khí và thủy sản đã kỳ vọng VN sau đó sẽ có trợ lực từ các nhóm lớn như là banh, chứng thép, nhưng điều đó nó chưa xảy ra. Vậy kết luận đơn giản là có thể chỉ có một vài cổ phiếu đi ngược hoặc là VN chưa kết thúc điều chỉnh. Rất tốt khi chúng ta đã chọn nhóm tiền vào như BVD, thành ra đã có sự giảm thiểu rủi ro tốt nhất trên thị trường hiện tại. Đúng không bạn? Vậy thì đầu tiên này chúng ta sẽ phân tích một tí, đó là tại sao thị trường điều chỉnh? Đơn giản là bởi vì dòng tiền lớn rút ra. Vậy làm sao để VN có dấu hiệu đó là kết thúc điều chỉnh? Thì đơn giản đó là dòng tiền quay trở lại, đúng không? Dòng tiền đã mấp mé vô những cổ phiếu như dầu khí thì cũng rất mong là nó có thể lan tỏa ra toàn thị trường, nhưng điều đó không thành sự thật các bạn. Và hầu như là chỉ có, các bạn để ý là chỉ có những cổ phiếu như BVD, ANV nó mới có khả năng nó tăng giá thôi. Tuy nhiên thì em chỉ lựa chọn mỗi mình BVD, đúng không các bạn? Và BVD trong phiên hôm nay nó đã thể hiện sức mạnh quá tốt. Có thể là cùng dòng với nó nhưng không nhiều cổ phiếu đạt được cái biên gọi là giữ giá tốt như BVD. Thành thử ra là giống như nhịp trước, là nhịp vừa rồi khi mà có cây giảm ba mấy điểm đó, em nắm DGC em cũng không hề rủi ro. Và đến trong giai đoạn hiện tại cũng tương tự, tức là em mua ở cái giá này mà không phải mua giá trần các bạn nhé. Em không hề mua giá trần bởi vì mua giá trần nó có khả năng thất bại. Thành ra là em mua cái giá gọi là dưới 20,25, đó là trong room VIP có ghi rồi bạn ha. Và hiện tại là một cây giữ giá khá tốt của BVD. Trong cả ngày hôm nay một mình BVD nó có khả năng kéo sạch từ đầu đến cuối. Thành thử ra đó là miễn là các bạn có chiến lược đủ tốt, miễn là các bạn biết cách đi vốn, thì trong bất kỳ thị trường nào các bạn cũng có khả năng tìm kiếm cơ hội. Còn nhiều bạn hỏi em đó là đợt trước BVD, DGC vào cũng không có lời, đợt này BVD hàng về cũng trả lời được bao nhiêu, thế thì vô làm gì? Em mới nói các bạn lại quay trở lại vấn đề ban đầu, đó là chúng ta đầu tư chứng khoán là luôn sẵn sàng tìm kiếm cơ hội và quản trị rủi ro. Ví dụ như là em cảm thấy đó là bây giờ thị trường chết rồi, em sẽ gọi là ngày ngày em ngủ, em ăn, em không bao giờ nhìn thị trường. Vậy làm sao em tìm được những cổ phiếu như nhịp trước, như là HSG hay là như ANV hay là HSV, đúng không các bạn? Thành thử ra là nếu các bạn bỏ mặc thị trường thì đôi lúc các bạn nhìn lại các bạn sẽ bỏ qua những cái điều cực kỳ lớn, và những con cổ phiếu mạnh nhất lại kỳ cục lắm, là nó là những cái con đi đầu tiên. Nên thành ra các bạn nếu mà các bạn bỏ lơ thì bạn sẽ đánh mất ha, các bạn sẽ đánh mất các bạn. Nên các bạn cố gắng dùng tâm huyết của mình vào với cái thị trường, chắc chắn sẽ có kết quả, chắc chắn điều đó sẽ xảy ra. Tuy nhiên thì em cũng nói đúng không, đó là mặc dù BVD giữ giá rất tốt nhưng mà cái gọi là thị trường nó không có sự đồng thuận. Và một khi đó là chỉ có mình BVD thôi hoặc là ANV thôi thì thị trường nó không có yếu tố đó là dòng tiền lớn vào một cách dồi dào, và khi không dồi dào như thế VN nó có khả năng là nó gãy tiếp. Và các bạn thấy đó là trong phiên ngày hôm nay, đúng không các bạn, khi mà chúng ta thấy được những cổ phiếu nó rất là gãy đổ luôn bạn, với những con cổ phiếu như HHB, HCM này kia và cả STB nữa, tất cả những con cổ phiếu này trong phiên đều có dấu hiệu xấu.
Đúng các bạn, nhưng mà cuối phiên thì nó rút chân lên. Nhưng mà để em nói với bạn một vấn đề, đó là rút chân lên không đồng nghĩa với việc nó vào một nhịp tăng mới. Rút chân lên không có nghĩa là vào một nhịp tăng mới các bạn. Như em đã nói ban đầu, cái tiêu chí mua là gì? Tiêu chí mua của bạn là gì? Tiêu chí mua của em đợt này đó là khi thị trường kết thúc điều chỉnh em mới vào. Em không có muốn gọi là chia sẻ cho bạn về những câu chuyện đánh T cộng rồi đánh gọi là bắt đáy, bởi vì những cái tiêu chí đó nó quá rủi ro. Và các bạn thử đặt một câu hỏi này, trước giờ có ai viết sách về câu chuyện bắt đáy hay chưa? Các bạn thử hỏi câu chuyện đó đi, tại sao người ta không viết sách về bắt đáy ta? Và đối với em sẽ lý giải bằng câu chuyện đó là chưa có người nào thành công trên con đường đó thì thôi em đừng đi. Bởi vì con đường này á, nếu mà em đi mà sai lầm thì em sẽ trả giá bằng rất nhiều tiền của em. Và đã có rất nhiều nhà đầu tư khác thành công với phương pháp này thì chúng ta cũng có khả năng thành công với phương pháp đó. Các bạn cố gắng là đi theo dấu chân của những người thành công ha. Còn những người gọi là bắt đáy em thường thấy thì thường là dấu chân của họ toàn vấp ngã chứ không có thành công nữa bạn ha. Nên là chúng ta cố gắng là chúng ta, ví dụ nếu các bạn ok muốn đánh T cộng, muốn bắt đáy thì chúng ta có thể đánh, nhưng mà với cái tinh thần là đánh vui chứ không phải là sống chết. Và các bạn phải quản trị rủi ro thật kỹ. Bởi vì hôm nay em có nhắn với một anh khách đó là nếu mà anh muốn thành công, nếu mà anh muốn chiến thắng thì trước tiên anh không kẹp hàng rồi đã. Còn một khi anh kẹp hàng là anh đã thua rất thảm hại rồi. Thua rất thảm hại đó bạn, đúng không? Bởi vì chúng ta đang đi tìm kiếm lợi nhuận nhưng các bạn lại đi quay ra tìm kiếm rủi ro. Ôi trời ơi các bạn ơi, và nếu như các bạn kẹp hàng, các bạn không bao giờ gọi là, ví dụ này, đợt trước các bạn giữ những con cổ phiếu như đất xanh chẳng hạn, thì nếu các bạn kẹp hàng như thế các bạn đừng im ru, đúng không bạn? Đừng im ru luôn, và các bạn không thể nào lựa chọn con cổ phiếu HHV bởi vì các bạn bị kẹp vốn. Thành thử ra là khi mà vừa đi đã tăng hai nhịp thì em đã cố gắng nói với bạn đó là hạ hàng ra để các bạn có thể chủ động. Bởi vì các bạn thấy con cổ phiếu nào ngon các bạn có quyền lựa chọn, đúng không? Bởi vì có một con cổ phiếu như HHV tăng vài chục phần trăm, còn đất xanh tăng được mấy phần trăm, sau đó gãy mà gãy còn mạnh nữa, thì đó là yếu tố rủi ro. Và rồi qua cái câu chuyện đó là thị trường hiện tại cũng như tiêu chí mua bán, đúng không? Vậy thì tổng hợp lại nhé, vườn đi hiện tại đối với em dù có rút chân đi chăng nữa cũng không phải là một câu chuyện nó quá quá gọi là tích cực, nó quá gọi là tích cực đâu ha. Đối với em nó cũng chưa có cái sự bứt phá nào đó, bởi vì hôm nay chỉ là một cái cây rút chân, nó tương đối là mang tính chất hầu như rất nhiều cổ phiếu nó về hỗ trợ, thành ra thì nó có một cái lực cầu nó vào nó bắt. Bởi vì đây chắc chắn là lực cầu bắt đáy rồi bạn, đây rõ ràng là một lực cầu bắt đáy rồi. Sáng nay thì ở trong bản tin sáng cũng nói đến hai cái vùng hỗ trợ, đúng không các bạn? Hai vùng hỗ trợ là 1040 và 1030, 1040 và 1030. Thì lại một lần nữa nó hay hay, mỗi lần em vẽ hỗ trợ là nó hay đến lắm. Đầu tiên là 1030 thì nó chạm về 1030, sau nó kéo lên và hiện tại nó dừng chân ở 1040. Thì cái này cũng hơi tâm linh các bạn ha. Nhưng mà để em nói một số cái ví dụ cho bạn về câu chuyện rút chân không hẳn là nó lên. Đây các bạn, nó mở biên rơi nè, sau nó rút chân. Rút chân không đồng nghĩa với việc nó sẽ đi lên, đúng không? Mà như em nói, nếu mà thị trường muốn kết thúc điều chỉnh, thị trường phải có một cái độ sít biên nhất định, và sau đó dòng tiền phải vào trở lại và ồ ạt trên thị trường. Còn nếu không thì chỉ là đơn giản là những bạn nào thích mạo hiểm để bạn bắt. Nhưng còn bắt đà xuống thì nó luôn rủi ro, và các bạn đã trải qua quá nhiều trong thời đáo trend rồi. Đến bây giờ mà các bạn vẫn còn những cái tư duy như thế thì em đánh giá đó là em không đánh giá cao ha. Các bạn có thể đánh vui với những cái deal như thế thôi, chứ còn không phải là những cái deal để bạn làm giàu. Chắc chắn là điều đó, chắc chắn điều đó luôn các bạn ha. Và với một số nhóm ngành của hiện tại thì có một cái bản tin mà em đã gọi là em đã làm trong group VIP từ ngày 8 các bạn. Nhưng nó vẫn mang, nó gọi là nó vẫn đúng đến thời điểm hiện tại luôn. Từ ngày 8 các bạn ha, thì để em kéo lại và để em đọc cho bạn xem. Bởi vì hầu như là các cổ phiếu đến tình hình hiện tại em vẫn chưa có những cái dấu hiệu khác. Và em sẽ cố gắng đọc lại cho bạn xem một chút. Ngày 8 đây, ngày 8 đầu trời. Các bạn đợi em xíu ha. Rồi một số cái mà hay ho em sẽ chỉ cho bạn. Các bạn đợi xíu và các bạn nhớ nhấn like cũng như follow kênh của em nhé, để chúng ta có thể gặp nhau nhiều hơn. Đây này, một số dòng này. Bank khi liên tục làm trụ đỡ, Vietcombank và Bit thì nó tương đối mỏi cho cổ phiếu. Cộng thêm STB bị bán lớn, chính dòng bank đã có sự mâu thuẫn, thành ra bank hiện tại chỉ là dòng để em quan sát. Nếu mua cũng phải tạm thời bỏ qua bank. Tức là bank thì em sẽ xin phép bỏ qua. Bởi vì trạng thái của Vietcom, của ST này, đúng không? Từ ngày 8 này em đã kêu đó là bị ST không đẹp các bạn. Và thậm chí khi mà ST nó chỉ cần test 3 lần trên là em kêu khách hàng của em, những người nắm giữ ST là bán rồi. Thép nè, pha giảm sàn kéo sốc như thế, nếu nay đánh luôn thì vô cùng lỏng, và em sẽ không vô nếu nay kéo luôn. Nhưng nếu tạo được phá xiết nền em sẽ suy nghĩ, đúng không? Là tức là cái tiêu chí mua bán của em nó vẫn thế các bạn, đúng không các bạn? Nó luôn như thế, là tức là nó phải xiết nền và nó phải đánh lên. Còn thép không đạt tiêu chí thì dù chúng ta gọi là luôn tìm kiếm cơ hội nhưng không đạt tiêu chí chúng ta không vào, thì chúng ta sẽ gọi là đỡ FOMO. Và nếu chúng ta có một bộ tiêu chí ở đó thì chúng ta mới kỷ luật được, chứ nếu không có tiêu chí thì bạn kỷ luật bằng cái gì, đúng không? Bằng cái gì? Rồi chứng khoán này có một cái nền tương đối hay, nhưng rút chân xiết nền là phải đánh lên, còn nếu không thì rủi ro gãy nhịp nữa sẽ có,
đúng không các bạn? Thì đó là chứng khoán hôm nay có những cái nhịp gãy rồi. Bất động sản quá yếu, mặc dù là có vốn bé nhưng lực không có. Thị trường giảm xíu thì nó sẽ giảm mạnh, thành ra dòng này cũng chỉ để quan sát. Nếu như bất động sản mở biên rơi thì đó sẽ là rủi ro trên toàn bộ thị trường, cảnh báo ở mức độ gãy mạnh. Thì bạn thấy một vấn đề gì không? Đó là trong những cái phiên trước thôi, là vừa đi chỉ cần xỏ nhẹ cái là bất động sản lăn ra âm 4%. Và đến phiên hôm nay cũng thế, bất động sản lăn sàn. Thì đó là dấu hiệu của một con cổ phiếu siêu yếu. Và bạn để ý nào, là các bạn nên cố gắng đánh những con cổ phiếu mạnh, bởi vì những con cổ phiếu mạnh dù nó điều chỉnh nó cũng sẽ điều chỉnh ít hơn. Bạn nên lưu ý vấn đề đó. Những dòng yếu như này này thì khi vừa đi chỉnh nhẹ nó sẽ sàn, thành ra là mức độ rủi ro càng rủi ro bạn. Lúc nó lên thì lên không được bao nhiêu, bất động sản lên không được nhiều, nhưng rủi ro thì nó ăn hết, nó sàn hết. Và các bạn thấy đó là bất động sản rơi xuống là cả thị trường rơi theo, đúng không các bạn? Thì đây là yếu tố của một dòng yếu, nó ảnh hưởng rất nhiều. Dầu nè, dầu cũng cả dầu khá là phân hóa giữa các cổ, nhưng để ý dầu không bị giảm trào vôn nhưng lại bị kháng cự trên khá dài, thành ra nếu lên xíu sẽ bị chặn đầu. Đối với em, dầu mà tích lũy được trở lại trong một thời gian 1 tháng sẽ rất đẹp. Hiện tại thì có tiền vào cũng chưa có sóng ngành, mà đơn giản chỉ là nhịp tăng giá đó. Tức là em đã rất chú ý đến BVD từ những cái ngày trước rồi, chứ không phải là bỗng nhiên em cảm thấy ô BVD đẹp đẹp em vào mua đâu bạn. Cái này là phải có tiêu chí từ trước các bạn nhé. Điện này có tin tốt đánh lên nhưng hầu như cả dòng chưa có sức mạnh. Đó, em phủ nhận ha. Thì đối với BC1 và GEG em cũng rất chú ý, nhưng phiên hôm qua nó bị phủ nhận em không mua. Và đến phiên hôm nay nó cũng bị giảm tương đối các bạn. Đầu tư công kéo xả quá rõ, tuyệt đối không đụng vào. Đó thì đối với em đó là gọi là cái quan điểm nó vẫn là rất là khách quan và nó cũng rất là chính xác đối với thị trường hiện tại. Và gần như là cái tiêu chí của em nó vẫn giữ nguyên như thế. Đó. Nên là nếu mà các bạn mua bán chưa có tiêu chí, chúng ta nên suy nghĩ lại. Và nhờ những cái yếu tố tiêu chí mà em mới bắt được BVD, một con giữ giá tốt nhất thị trường hiện tại. Đúng không các bạn? Giữ giá tốt nhất thị trường hiện tại. Đừng nói đến câu chuyện đó là lợi nhuận, bởi vì hiện tại các bạn mua thử con nào có lợi nhuận em xem, phần lớn là không có. Nên thành ra các bạn mua vào năm những cổ phiếu mà nó gọi là giữ thôi, nó đã là một cái sự xuất sắc hơn thị trường rất 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 nhiều rồi, đúng không các bạn? Còn ví dụ các bạn mua phải những cổ phiếu ví dụ như GEG, bạn mua vào phát là các bạn gãy rồi, đúng không? Các bạn đu cao cái các bạn gãy rồi bạn. Đây là trường hợp gãy nhẹ các bạn nhá. Một số con khác nó lăn sàn và nó mở biên rơi nó rất là ghê các bạn ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi qua thị trường hiện tại với một số nhóm ngành. Ví dụ như là con cổ phiếu STB thì hiện tại các bạn nó ở nền. Nó đơn giản là nó về nền rồi mà nó kéo rút chân lên là một yếu tố bình thường. Bởi vì đã có 3 cây giảm rất mạnh thì cái yếu tố rút chân lên như thế này á là để cho những ai? Là để cho những bạn mà các bạn bị kẹp hàng á, thì nếu mai nó kéo xanh tí nữa là các bạn có khả năng các bạn chạy. Chạy các bạn ha. Chứ em không có trạng thái là kêu các bạn mua hạ giá vốn, bởi vì các bạn đang lỗ rất bé. Lỗ rất bé chúng ta không cần nạp thêm tiền vào đâu, nạp thêm tiền vào lỡ nó lăn cái sàn ở đây là các bạn lại mất thêm tiền. Thành ra là hạ giá vốn với những cái cổ phiếu lỗ bé không cần thiết. Và thậm chí bây giờ nếu bạn còn kêu các bạn kịp hàng á thì bạn vẫn phải hạ ra, bởi vì thị trường đã tăng 2 nhịp rồi, có khả năng thị trường có khả năng về đáy chứ bạn. Tại sao các bạn lại nghĩ đó là tích cực quá đáng đến cái nỗi là vì vừa đi không có khả năng về cái đáy cũ, thậm chí là lủng đáy cũ rồi các bạn, đúng không? Tại sao các bạn lại nghĩ nó như thế? Với những trạng thái như BID nhá, đối với em vẫn chưa thấy cái sự đẹp ở đây, bởi vì nó đã chạm cái hỗ trợ này quá nhiều lần. Này không phải gọi đối với em cái này không phải hỗ trợ, nó chỉ đơn giản là một cái trend line chéo lên đi. Thì với những cái trạng thái đó là chạm cái trend line này nhiều lần á thì khả năng gãy của nó là rất lớn. Rất lớn các bạn nhé, nên các bạn rất là để ý với tình trạng của BID. Và hiện tại nó cũng đang là một cái chiều giảm xuống rồi. Thì đối với em là hiện tại nó chưa có yếu tố hấp dẫn nên em sẽ không có ý định tham gia đâu các bạn. Hay một số cổ phiếu, phần lớn cổ phiếu thì nó không đều không đẹp, nó đều có một cái nền và nó gãy xuống. Và với những trạng thái gãy xuống như này, nếu mà mai nó đánh trần lên thì cũng không phải là những tiêu chí em bảo, nó phải có nền siết thì nó mới là vấn đề của bạn. Còn nếu không đủ tiêu chí chúng ta có quyền ở ngoài, đúng không các bạn? Lựa người yêu thì còn có tiêu chí, tự nhiên cái qua câu chuyện chứng khoán cái mua lạn ta xạ cái lên, bảo sao các bạn không lỗ, đúng không? Thương đau sẽ dành cho các bạn thôi. HCM đấy, qua dòng chứng khoán chúng ta sẽ thấy những cổ phiếu đó là ở nền nhưng không đánh lên thì nó sẽ cắm đầu. Và với trạng thái rút chân này của HCM thì nó cũng không nói lên được câu chuyện gì cao, bởi vì đối với HCM ở dưới đây nó có những cái nền nó tương đối dày á thì nó sẽ không giảm ngay, nó gọi là nó có thể là giảm xong nó cân bằng rồi là giảm tiếp thì sao. Nên thành ra những cái nhịp này để kêu bắt vào thì em sẽ trả lời là không hề bắt vào, chắc chắn em sẽ không bắt vào các bạn nha. Còn cổ phiếu đoạn trước rất mạnh như VCI hôm nay rơi gần sàn à, và đây là dấu hiệu rất xấu bạn nha. Dấu hiệu rất xấu bởi vì nó làm cho một cái biên thòng xuống như thế này, tức là cái lực bán nó mạnh các bạn. Tuy nhiên thì VCI về đây nó cũng là hỗ trợ rồi, thì bây giờ để kêu các bạn bán ra thì nó cũng rất là khó cho em à. Nó rất là khó cho em bởi vì vùng bán chúng ta đã bán ở những cái vùng trên đây, bây giờ các bạn hỏi bán. Thành thử ra là các bạn phải đợi một cái nhịp hồi các bạn đã bán được, còn nếu không thì rất khó cho bạn rồi ha. Bảo hiểm thì dòng này tương đối yếu, bất động sản nhà ở cao ốc thì thật sự dòng này quá yếu bạn.
Dòng này quá yếu và những bạn nào mà đòi bắt đáy thì đối với em là không nên đâu. Một số con cổ phiếu đất xanh để em sẽ mở ra xem với các bạn ha. Với trường hợp của đất xanh ở đây nó có một cái hỗ trợ này, và vùng dưới ở đây nó có một cái vùng nó từng cân bằng ở đây thì nó có khả năng về vùng này và nó có khả năng là nó cân bằng hoặc là nó hồi gì đó. Nhưng cái biên đối với em đánh giá hiện tại là nó không cao đâu, bởi vì cái động lực tăng giá của ngành bất động sản nó cũng không có đâu bạn. Thì thành ra là em sẽ có hiện tại góc nhìn của em nó vẫn thế đó, với ngành bất động sản quá yếu. Một cái nhóm ngành khác đó là ngành dầu khí đó. Đối với BVD để hỏi là bây giờ có mua được hay không thì em trả lời với các bạn luôn, đó là rất khó để bạn mua. Bởi vì dòng dầu á, nó chỉ có được BVD và BVS thôi. Còn những con khác thì gần như là nó bị phủ nhận về. Đúng không các bạn? BSR này, nó có cây tăng giá, nó có cây tăng giá rồi hôm nay lại thòng xuống như này là nó phủ nhận rồi. Mà một khi phủ nhận này các bạn không đánh được đâu nha. Bởi vì nó đã phủ nhận cây tiền vào, chứng tỏ là vùng này chưa gọi là lượng cung trên thị trường chưa chắc là thu gom thành công. Thì tương đối là xấu. Đối với em là BSR nó không đẹp bằng những con như là BVD đâu bạn. Hoặc BVD rất đẹp, đối với em là rất đẹp nhưng chỉ phù hợp giữ hàng thôi. Còn bây giờ cái trạng thái nó rút rút lên như thế này, như em đã nói đó là mình mua BVD bởi vì á mình kỳ vọng đó là nó có khả năng đi ngược thị trường, có dòng tiền lớn vào thì em sẽ đợi BVD ở một cái kênh nó nổ lên với vô lớn em sẽ vào, em sẽ về giá tăng thôi. Còn nếu như BVD có trạng thái nó cứ đi ngang như thế này thôi thì thôi hâu hàng và nếu lỗ chạy vậy thôi bạn. Rất đơn giản ha, rất đơn giản với trạng thái của BVD. Đợi phải có tiền vào thì em mới nghĩ đến câu chuyện tiếp theo. Một cái dòng nữa các bạn rất quan tâm đó là dòng thép, khi mà nó rút chân lên hôm nay HSG rút hẳn tham chiếu. Đối với em á, thì nó có ok, nếu mà để nhìn chạc hôm nay thì ok bán một, nó rút chân một lần như này, rút chân một lần như này, nhưng mà hiện tại thì nó bị lỏng các bạn, nó tức là nó cứ bị bán xong rút chân, bị bán xong rút chân, thì em sẽ đợi thêm thời gian để xem những con này nó vận động như nào. Còn hiện tại để kêu mà bắt vào ngay thì cũng chưa muốn bắt vào ngay các bạn, bởi vì các bạn phải để ý ở hai cái vô này nó bị bán hơi lớn đó. Thành thử ra đó là trong phiên hôm nay tại sao nó không bị bán lớn, bởi vì nó không bị thủng nền, cái nền là nó vẫn giữ được, nên thành ra là có ai lỗ mấy đâu mà người ta bán đấy, đúng không các bạn? Thì hiện tại đối với em chủ đạo trên thị trường sẽ là quan sát các bạn nhé. Với các dòng ngành ví dụ như các cổ phiếu nó nổ lên này, hôm nay thì thủy sản ha, hôm nay thì đây là các bạn theo dõi của em không phải em nắm giữ đâu ha, dòng thủy sản nó bị trả về, nó bị trả sàn lại. Thì thành thử ra ở cái hôm mà phục hồi ấy, cái hôm mà chúng ta thấy dòng tiền vào là vào thủy sản và vào dầu khí, nhưng đến hôm nay là có một ngành nó gãy đâu. Thì thành ra thị trường càng thêm cái biến đó là dòng tiền bị rút ra mạnh. Thì tổng thể hiện tại nhé, bây giờ đối với lời khuyên với các nhà đầu tư thì đối với em đánh giá là các bạn nên ngồi ngoài quan sát thật kỹ và đợi thị trường nó có những dấu hiệu tốt hơn, ví dụ nó phải siết nền nó này kia trở lại thì chúng ta mới vào. Không, về dòng tiền nó sẽ vào thì nếu nếu vẫn đi tạo đáy ở đây nhá, thì dòng tiền bắt buộc phải có trạng thái rất là vào ồ ạt, chứ nó không phải là đơn giản là vào một dòng xong rồi mấy dòng kia gãy thì rất khó cho thị trường. Và vừa đi hiện tại đúng không, vừa đi hiện tại thì cái vùng hỗ trợ của nó đã đến, hiện tại nó đang ở vùng 1030 này kia, thì đây là một cái vùng hỗ trợ của nó. Và nếu mà tính xa hơn thì sẽ có cái vùng này. À, vùng xa hơn thì sẽ khoảng là vùng 1.000. Thì thành thử ra là với những trạng thái hiện tại thì chủ yếu là chúng ta sẽ ngồi ở trạng thái quan sát. Và em sẽ không hướng dẫn các bạn T cộng, nói thẳng là sẽ không hướng dẫn các bạn T cộng, bởi vì đối với em T cộng không vào được. À, em không phủ nhận T cộng cũng như bắt đáy, nhưng rất khó để các bạn có thể thành công cho phương pháp đó. Rồi, thế tạm biệt các bạn. Thì bản tin ngày hôm nay mong các bạn sẽ có một cái góc nhìn nó tốt hơn với thị trường, và chúng ta gọi là luôn luôn sẵn sàng tìm kiếm cơ hội, luôn luôn sẵn sàng phòng ngừa rủi ro. Chỉ chúng ta đừng bỏ lơ bất kỳ một vấn đề hết. À, ví dụ chúng ta FOMO quá, chúng ta chỉ cảm thấy đây là cơ hội, chúng ta không thấy rủi ro, thì đó chính là cái điều tai hại với các bạn. Rồi, chào tạm biệt các bạn hen, và hy vọng là các bạn sẽ nhấn like, follow kênh cũng như là chúng ta có thể gặp nhau trong những cái group cộng đồng. Thế chào các bạn nhé.